Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Nhiều lô đất nền ở các vùng quê Hà Nội đang được chủ sở hữu đẩy giá lên hơn 100 triệu đồng một mét vuông. Việc giá đất ở các huyện vùng ven, cơ sở hạ tầng hạn chế nhưng được đẩy lên ngang với đất mặt phố ở thủ đô, đặt ra nhiều nghi vấn về việc có bàn tay thao túng, đứng đằng sau để đẩy giá trục lợi. Sự việc với nhiều dấu hiệu bất thường khiến nhiều người lo ngại về nguy cơ giống vụ đấu giá đất ở Thủ Thiêm, thành phố Hồ Chí Minh, gây bất lợi cho thị trường, tước đi cơ hội sở hữu nhà của hàng triệu người dân, phá vỡ các nỗ lực đảm bảo an sinh xã hội của chính phủ. Ông Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, hoàn toàn có thể xảy ra một vụ việc giống Thủ Thiêm bởi người tham gia đấu giá chỉ phải đặt cọc số tiền hơn 100 triệu đồng. Tôi cho rằng đây là số tiền quá nhỏ để họ sẵn sàng bỏ đi khi đã đạt được mục đích nâng giá bất động sản trong khu vực lên. Tôi dự đoán việc bỏ cọc sẽ xảy ra. Tuy nhiên thực tế như thế nào thì hãy đợi thêm vài ngày nữa, đến thời điểm đóng tiền sẽ rõ. Cũng theo ông Võ, hiện nay đã có quy định pháp luật để xử lý đối với những trường hợp trúng đấu giá với giá cao sau đó bỏ cọc. Tuy nhiên, quy định này đến tháng 1 năm 2025 mới có hiệu lực. Do đó, việc nhiều người lợi dụng đấu giá đất để tạo mặt bằng giá mới là hoàn toàn có thể xảy ra. Phân tích thêm về việc những lô đất ngoại thành Hà Nội được đấu giá với mức hơn 100 triệu đồng một mét vuông, chuyên gia Đặng Hùng Võ khẳng định đây là hiện tượng vô cùng bất thường. Ông Võ nhận định có thể tiềm ẩn việc những người đấu giá này đang đẩy giá đất trong khu vực lên thật cao để tuồn hàng tồn trước đó của mình. Trong khi đó, ông Nguyễn Quốc Khánh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị DTG Group cho biết, so sánh vụ đấu giá đất ở Tiền Yên, huyện Hoài Đức hay Thanh Cao, huyện Thanh Oai với đấu giá đất ở Thủ Thiêm là có phần khập khiễng do giá trị chênh lệch quá nhiều. Ông Khánh nói Thủ Thiêm là vùng đất đắc địa trong trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, được định hướng như một khu trung tâm mới đầy đủ tiện ích. Còn đất ở Hoài Đức, Thanh Oai là vùng xa trung tâm. Giá sau khi đấu giá không đúng so với hạ tầng xã hội và vượt quá kỳ vọng. Mảnh đất này cũng không gắn với câu chuyện, không có định hướng gì quá lớn để có thể tăng giá đến mức giá như thế. Theo ông Khánh, mức giá trên 100 triệu đồng một mét vuông là cao đến mức vô lý, không xứng với mặt bằng cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, xã hội tại đây. Nếu có thể chấp nhận được thì đây cũng phải là mức giá của tương lai 5 đến 6 năm nữa. Vì mức giá quá cao nên ông Khánh dự báo sẽ mang đến nhiều hệ lụy. Đó là khả năng xảy ra tình trạng bỏ cọc hàng loạt và nguy cơ những phiên đấu giá sau tại chính khu đất này hay khu vực xung quanh sẽ dở dang. Một môi giới bất động sản lâu năm cũng nhận định, với kinh nghiệm hơn chục năm trong nghề, tôi khẳng định đây là chiêu trò thổi giá và bong bóng bất động sản này sẽ nhanh vỡ. Việc đặt cọc 100 triệu đồng là quá ít, khiến nhiều người có thể mang tâm lý sẵn sàng bỏ cọc khi đến hạn đóng tiền. Vị này phân tích, theo quy định, để được đấu giá, các nhà đầu tư phải đặt cọc số tiền từ 109 triệu đồng đến 172 triệu đồng một lô. Nếu có bỏ khoản cọc này cũng không đáng là bao, nên giới cò đất hoàn toàn có thể chịu mất tiền để được hưởng lợi cao hơn. Đó là khi giá đất đã tăng cao chóng mặt, giúp họ thoát hàng với mức giá mới. Đây chính là chiêu cò đất tham gia thổi giá để lùa gà. Có thể những người trúng đấu giá chỉ mua giá cao một vài lô để nâng giá đất xung quanh và để bán chính những lô giá thấp, sau đó bỏ cọc. Thực tế có rất nhiều trường hợp trước đó đấu giá cao xong bỏ cọc.